chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính cần thiết và đúng thời điểm. Khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 11 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến 25 tháng 11 nhằm tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước trong bối cảnh bình thường mới. Điều thú vị và cũng rất đặc biệt là cá nhân hai vị thủ tướng đều là những người đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những chuyển biến nhanh chóng, môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, cả thế giới vẫn đang phải gồng mình ứng phó với tác động đa chiều của đại dịch Covid-19. Việc nhà lãnh đạo mới của hai nước Việt-Nhật gặp nhau trao đổi để thống nhất những định hướng, ưu tiên cho quan hệ hai nước trong thời gian tới là hết sức cần thiết và rất đúng thời điểm. Theo Nikkei, đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ sau khi đảm nhận cương vị. Và Nhật Bản có lãnh đạo mới sẽ tạo nấc thang mới trong tăng trưởng kinh tế hai nước, hướng tới tiếp cận thị trường sâu và bền vững. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực phát triển năng động nhất, trung tâm của các liên kết kinh tế mới. Nhật Bản đã tổ chức hai cuộc bầu cử lớn. Theo đó, Nhật Bản là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai nước hiện đạt khoảng hơn 40 tỷ đô la. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam và Nhật Bản tương đối cân bằng và tốc độ tăng trưởng thương mại giữa hai bên cũng đều đặn trong giai đoạn vừa qua. Trong 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Nhật Bản đạt 34,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020. Về xuất khẩu, kim ngạch của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 16,3 tỷ đô la. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 18,1 tỷ đô la. Không dừng lại ở đó, Nhật Bản cũng là đối tác đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương nhất với Việt Nam như Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản năm 2009, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản năm 2008, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương năm 2019, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực năm 2020. Dư luận cùng hàng loạt tờ báo lớn nhỏ tại Nhật Bản đều có bài viết nói về lịch sử, dấu ấn hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Nhật Bản trong suốt nhiều thập kỷ. Thông qua chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Song, điều đặc biệt là quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Từ tháng 9, Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận tăng cường xuất khẩu thiết bị và đặc biệt là hợp tác trong công nghệ quốc phòng để Việt Nam có thể sản xuất một số thiết bị quân sự. Hồi đầu tháng 11 năm nay, tàu sân bay trực thăng GS Kaga và khu trục hạm GS Murasame thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cùng 581 sĩ quan và thủy thủ đoàn đã ghé thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 11. Hai tàu tiến hành một cuộc diễn tập với tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam. Cách đây 2 tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã đến thăm Việt Nam và ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Việt Nam. Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị, công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Theo một quan chức của Quốc phòng Nhật Bản, thỏa thuận này được thông qua trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn thiết bị quốc phòng của mình. Trên cơ sở những thành tựu phát triển của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, phù hợp với lợi ích của mỗi nước vì hòa bình, phát triển chung ở khu vực và trên thế giới.